Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một cái mẫu slideshow đám cưới tuyệt đẹp và một cái bản trình chiếu tinh tế sang trọng và đầy cảm xúc dành riêng cho những cái ngày trọng đại của các bạn. Với những cái thiết kế thanh lịch, chuyển cảnh mượt mà, hiệu ứng chữ mềm mại, cái mẫu này nó biến từng bức ảnh tình yêu của các bạn sẽ trở thành những cái bức phim đậm chất điện ảnh. Và chỉ với vài cái thao tác chỉnh sửa đơn giản là các bạn có thể tự tay tạo nên một cái video kỷ niệm đám cưới đầy lãng mạn để cùng xem lại những cái khoảnh khắc ngọt ngào nắm tay nhau qua từng bước kỷ niệm và lưu giữ mãi những lời hẹn ước yêu thương. Và dù bạn là cô dâu chú rể hay là những cái người mà bạn muốn gửi tặng món quà đặc biệt này thì cái mẫu slideshow này chắc chắn sẽ khiến trái tim người xem rung động. Nào các bạn hãy cùng mình khám phá cách chỉnh sửa và biến nó thành cái câu chuyện tình yêu của riêng các bạn nhé. Và để sử dụng cái mẫu slideshow đám cưới tuyệt đẹp trình chiếu tinh tế trang trọng này thì các bạn nhấp chuột vào cái thư mục Wedding Slideshow ở đây. Và các bạn sẽ nhấp thẳng chuột vào cái mẫu này. Và đây là cái giao diện của cái mẫu trình chiếu slideshow tuyệt đẹp này. Đầu tiên thì các bạn sẽ import một số những cái hình ảnh mà cái dự án video của các bạn cần trình chiếu ở trong cái video này, thì các bạn sẽ chọn tạo một cái thư mục folder hoặc là sẽ chọn sẵn một cái bộ ảnh, các bạn sẽ kéo thả vào. Ở đây tôi sẽ nhấp chuột thẳng vào đây và tôi sẽ chọn một số cái bức ảnh đó. Đây là những bức ảnh cưới của phong cách Hàn Quốc. Ok. Và đầu tiên thì cái ở đây là cái tiêu đề của cái wedding slideshow, thì các bạn có thể thay đổi nội dung cái tiêu đề, ví dụ như là kỷ niệm ngày cưới hay là gì đó, thì cái nội dung nó phù hợp với cái tiêu đề hình ảnh của các bạn. Thì các bạn sẽ nhấp chuột vào cái sen 01 này. Cái sen 01 này xong rồi tiếp theo lại vào cái path 01. Thì cái path 01 ở đây thì các bạn để ý là cái text 02. Ở đây nó liên quan đến cái câu chữ. Đó, text 01 là cái wedding đầu tiên. Các bạn sẽ nhấp thẳng chuột vào cái text 01 ở đây. Và ở đây thì nếu mà các bạn muốn hiển thị cái mẫu chữ khác thì các bạn sẽ nhấp thẳng chuột đây và các bạn thay đổi lại mẫu chữ. Ok. Và tiếp theo cái text 02 là cái mục slideshow ở dưới, thì các bạn có thể chỉnh nhấp thẳng chuột vào cái slideshow và chỉnh lại cái tiêu đề. Đó. Và cân chỉnh lại cái nội dung cho nó khớp hoặc là cho nó nhỏ thì các bạn điều chỉnh cái mục effect ở đây. Cái chỗ cái khu vực motion, đấy, scan và position. Đó. Các bạn hoàn toàn có thể chỉnh sửa ở là cái bảng công cụ effect control và tìm xuống cái motion fx và nó nằm ở cái position và cái scan. Và khi mà các bạn đã chỉnh sửa lại cái tiêu đề đầu cái video thì các bạn sẽ quay lại về các final ở đây và các bạn sẽ kiểm tra lại cái hiệu ứng đó. Ok. Và tiếp theo ở cái scene 02 thì các bạn sẽ nhấp thẳng chuột vào cái path 02 ở đây. Và ở đây cái dòng text hiển thị cái dòng text và cái photo 02 thì các bạn có thể kéo thả cái hình ảnh hoặc là video vào. Và đầu tiên thì tôi kéo thả một cái bức ảnh vào đây và sẽ ấn chuột phải scan to frame size để cho nó phủ kín cái khung hình. Vì ở đây cái bức ảnh nó không phải là cái bức ảnh 1920 nhưng 1080, thì các bạn nhấp thẳng chuột vào cái hình ảnh này hoặc là các bạn tìm xuống scan to frame size để các bạn cân chỉnh lại cái bức ảnh, nó zoom scan ra cho nó rộng, nó phù hợp với cái màn hình để nó không bị đen hai bên. Và khi đã kéo thả cái bức ảnh vào xong thì các bạn sẽ về lại cái mục final để kiểm tra lại cái bức ảnh đã được cập nhật vào. Đó. Đây là một cái hiệu ứng trình chiếu khá là mượt mà, hiệu ứng chữ mềm mại. Và tiếp theo ở cái scene 03 các bạn nhấp thẳng chuột vào và cũng tương tự cái bước 2 đúng rồi. Thì các bạn sẽ nhấp thẳng chuột vào cái pack 03 ở đây. Đó. Và cái photo 03 các bạn lưu ý ở đây cái photo 03 và tiếp theo kéo thả bức ảnh vào. Các cái bước làm mà nó khá là đơn giản. Các bạn chỉ có vẽ lẽ chỉ có việc là kéo thả những bức ảnh hoặc là cái video cái dự án hình ảnh của các bạn mà. Như thế là các bạn đã có một cái video trình chiếu đỉnh cao rồi. Tiếp theo ấn scan to frame size hoặc là các bạn nhấp thẳng chuột vào cái khu vực khung hình ở đây và các bạn kéo giãn cái khung hình này ra cho nó phù hợp với cái hiệu ứng hoặc là cái thị hiếu cái mắt của các bạn. Đó. Và tiếp theo lại về cái final đó để kiểm tra lại cái bước quá trình. Đây là một cái mẫu trình chiếu tôi thấy khá là hiện đại và trang nhã. Và tiếp theo ở cái bước thứ tư thì cái scene 04 thì nó cũng như cái cách làm scene 02 và 03 nó giống nhau.
các bạn chỉ việc kéo thả và ở đây ở cái photo 04 nhấp thẳng chuột vào đây và tiếp theo kéo bức ảnh sang. Những cái bức ảnh Hàn Quốc họ chụp mà đậm chất điện ảnh và nhìn nó rất là khác biệt, nó xịn sò. Như vậy là cái bức ảnh photo ở cập nhật cái photo 04 đã xong và các bạn về lại cái final để kiểm tra đó. Và tiếp theo tôi sẽ làm cái bước cuối cùng là cái scene 05, cứ thế lặp đi lặp lại, các bạn sẽ làm đi lặp đi lặp lại cái các cái bước thao tác như trên là đã có một cái bộ ảnh video trình chiếu xịn sò rồi. Đó, final. Và để tiếp theo tôi hướng dẫn cho các bạn cái cập nhật cái tiêu đề ở đây thì cứ mỗi một cái video cái xem, cứ mỗi một cái xem 02, 03, 04, 05 thì trong một cái folder này, cái path 02 thì nó có cái tag, các bạn để ý cái mục tag upgrader là cái mục tag 03 này, các bạn nhấp thẳng chuột vào đây và nó có cái do tag 01 này, các bạn có thể tắt cái tag này đi, các bạn không muốn hiển thị cái tag đó, tắt hết đi. Hoặc là các bạn hiển thị text, hoặc là các bạn có thể điền lại cái mục text vào và thay thế cái màu sắc, cái màu sắc của cái font chữ đó. Các bạn có thể thay thế cái màu sắc của cái font chữ hoặc là các bạn có thể tắt đi đó. Cái khi mà điền cái text xong thì các bạn vào cái mục effect control ở đây để các bạn chỉnh sửa lại cái font chữ, hoặc là đây các bạn tìm vào cái mục scan to frame size, scan ở công cụ effect control và các bạn position, các bạn di chuyển các cái hiệu ứng chữ đó, di chuyển bất kỳ cái vị trí nào mà các bạn cảm thấy nó phù hợp đó. À, từ khi mà cập nhật cái font xong thì các bạn lại về cái mục final ở đây. Ở đây thì cái font chữ ở đây là nó có hai cái ký tự font chữ ở đây. Đó. Và tiếp theo là shutter. Và các bạn có thể tắt nó đi. Tắt đi hoặc là hiển thị. Đó, tắt đi, tôi tắt nó đi. Và về lại cái mục final để kiểm tra tiếp theo. Đó, như cái mục yêu thương cập nhật. Và tiếp theo cái mục phone sen 03 và vào cái phone ở đây, vào cái path 03 và vào thẳng cái tech 04 ở đây, đó là cái do tech ở đây, do tech 02 và các bạn sẽ cập nhật. Đó, các bạn có thể thay đổi lại cái màu chữ và quay về cái final đó để kiểm tra lại cái quá trình. À, các cái vị trí mà phun chữ thì các bạn cũng như là cái bước mà ở cái scene 02 thì tôi hướng dẫn cái phun chữ di chuyển thì các bạn và cái công cụ effect control và sẽ sử dụng cái position và cái scan là phóng to phóng nhỏ cái text. Và cuối cùng thì ở đây là cái tech số xem ở trong cái thư mục xem 04 và các bạn sẽ vào cái tech 05 upgrader và các bạn sẽ chỉnh sửa lại cái mục nội dung tech ở đây và thay đổi màu sắc, tất cả những cái màu sắc nào mà các bạn cảm thấy nó phù hợp và sửa lại cái tech ở đây là xong. Và ấn vào cái effect control và tìm xuống các cái công cụ di chuyển đó, position, scan, to nhỏ. Khi mà đã cập nhật xong thì các bạn lại về cái mục final để kiểm tra lại cái quá trình phun chữ, để kiểm tra cái độ chính xác của những cái câu từ và cái ký tự phun chữ đó. Như vậy là cái video mà tôi chia sẻ với các bạn cái mẫu trình chiếu đám cưới tinh tế sang trọng và đầy cảm xúc dành riêng cho những cái ngày trọng đại của các bạn. Thì cái video mà tôi chia sẻ với các bạn thì đến đây là kết thúc.
Thì các bạn nào mà muốn sở hữu cái mẫu này thì các bạn có thể nhắn tin trực tiếp với tôi ở trên cái Zalo hoặc là trên Facebook ở cái mục mô tả kênh và mô tả video. Thì các bạn nhớ đăng ký và theo dõi kênh để theo dõi những cái video mà tôi chia sẻ về các cái phần mềm mới liên quan đến đồ họa, hoặc là các cái mẫu đẹp liên quan đến chỉnh chiều đám cưới và tất cả các cái phần mềm hữu ích khác. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.